Ok, ngày nay mình sẽ khắc bản thân leo lên siêu huyền thoại các bạn. Và sau khi điều xét gan cần cù bù sinh năng, mình đã leo lên được mức gan là kim cương 4. Và cũng là trận cuối lên huyền thoại của mình, để cho gây cấn mình sẽ thực hiện thử thách trong vòng quay may mắn rồi nha. Cái gì đây? Không được mua. Không được mua súng nha. Ok luôn nha, dâm ba cái này có gì khó đâu. Mình là bờ gồ laser mà các bạn. Không có thằng nào ở trên ta. Ê có rồi nhưng mà mình không có súng mọi người ơi. Ê lượm, ủa lượm được kìa. Ủa nó lượm được kìa. Trời ơi súng hết đạn nữa chứ. Chán thì sự luôn á. Ui bộ bắn hay vậy. Bộ mày chuẩn bị chế cho tao nè. Mày nè. Cao thủ lựu đạn các bạn. Rồi bú đồ thôi mọi người ơi. Giết nó là bú đồ thôi. Đâu qua. Hồi hồi máu các bạn ơi. Mày nè. Ui giời game dễ. Kêu này của mừng mày có mừng được bú chứ. Đúng không? Đúng chứ. Ê nó kìa mọi người. Mày nè. Chết rồi bắn không được mọi người. Nhúc cái cài. À đúng rồi trời lựu đạn. Như he mừng lát bị lựu đạn rồi mọi người. Mày nè. Ôi, cái lưu đạn mình chọn mà đi ngược hướng kìa. Thêm một hàng nó có gặp mạng mình rồi mọi người. Mày nè, hít sợt luôn. Trời game vừa dễ. Mình nâng cấp mà. Nói chứ không phải khoe mà ở chừng mình phải là gọi đại kiện con. Mày nè, hít sợt. Đâu rồi còn nè đúng không? Ở hàng chạy lên nè. Chết không hít sợt rồi mọi người đập keo. Thôi, bắn nó. Ý hoàng sao nè, nó chơi nó bắn lén mọi người. Thôi thôi lượm đường thẳng rồi rồi còn đứng nhà chạy nhà gì nè đúng luôn. Ê bắn hụt mọi người rồi lỡ thôi lỡ chút xíu thôi. Ê hết hồn bộ sắp giết được gì mọi người gọi giết được rồi mọi người ơi. Còn nào nữa không? Ê bồ gục rồi để mình cứu nó mọi người. Trời ơi kêu con phá nó giết con bồ nữa rồi mọi người ơi. Ui da bồ cô bồ cô Cô đây! Cô! Ôi cứu rồi. Ôi thằng này nó cầm cái gì mà bắn đao anh. Nó bắn không có lên đầu luôn mọi người mà. Đáo rồi. Chán ghê hắn mà không có mừng mọi người ơi. Buồn thật sự. Chỉ không sao mừng MVP. Yeah! Qua thằng cấp. Và không phải lên được huyền thoại rồi. Yeah! Mừng nâng cấp quá mà. Mình nhận nữa cây UMP nè mọi người. Nên mình quyết định sẽ test nó nha. Rồi vô trận tiếp theo mình sẽ cắt nha mọi người. Này có OMB nè. Ha có trận này có OMB nè mọi người. Mày nè, ủa ơi sao cái sọt không chết. Ây da chậu đạn kìa. Bộ chở đâu bộ. Bạn này cũng ngẫm luôn rồi. Bình tĩnh, cân được phát mà. Ờ sợ thiệt nha. Thua rồi. Tại mình không muốn múa thôi chứ mình múa hả hàng trăm hàng á còn bắn lại mừng luôn mọi người thấy muốn được. Nè để mình chỉ mọi người nè, mọi người đám cái đầu của mình xuống dưới cái chỗ này nè, mấy cái đực nó không có bắn được á. Mẹo vạt cuộc sống. Ý két đừng kêu. Cái tem này mà không có tôi là không làm được gì đâu mọi người. Mọi người dừng nha. Đó rồi ông hít sạc luôn. Trời đẳng cấp. Ủa có OMB nè mọi người. Chém hỏi dự đá mình. Bố hứng mọi người ơi. Được e đứt nè. Bộ đi hết rồi. Được rồi mình sẽ hóa thành cao thủ FF mày nè. Trời gom không. Rồi, mày nè. Ôi da, ơi bắn thương kìa. Ôi da, không sao, kêu. Hết kêu rồi. Tại nói chán thì sự luôn á. Tại cái bông keo á. Chạy nhông nhông nè. Ý thằng đú đầu kìa. Ý gì mà không chết à. Kỳ á. Mày nè. Ôi da. Không sao mà. Ý nó chạy. Mày nè, chạy với mày. Mày nè. Ui, bồ bắn hay vậy. Nhưng tôi bắn hay hơn nha. Đi thôi bồ nghe mình đi nè. Đi thôi. Ê có thằng chạy kìa. Chết rồi. Rồi. Vô góc rồi. Ở đâu ta. Gạt luôn. Ê còn thằng nè mọi người. Mày yếu rồi. Tôi để tôi. Mày nè. Ê gớt xuống rồi. Ê đừng bắn cái tôi bắn. Bộ ké luôn mà. Nhiều ngày quá không biết mua gì, mình sẽ mua đồ mấy thằng bộ mọi người, mình là người tốt mà. Mình là có bụng nhân hậu nhất thế giới đó, gom. Ê bộ làm gì á, đi nè. Rồi chuẩn bị một kill rồi mọi người, chuẩn bị coi mình có một kill nè. Rồi. Mày đang bắn lục bạc nữa, mày bắn lục bạc không hả? Đâu rồi. Mày dám bắn lục bạc không hả? Mày khinh thường tao đúng không?
Ê, thằng con kia nữa. Mày. Ra cái ác mấy thằng bồ mọi người ơi. Rồi rồi. Rồi rồi. Ê kìa. Thôi kệ đi, sao mọi người, hắn là được rồi. Boy yeah. Cái còn một chẳng nói bằng việc mình mua cái cây mà một cái máy bay ăn à. Ê, có hai đứa rồi mọi người. Mày nè. Ê, ôi yeah. Rồi, bồ làm gì bồ lần nào nè. Ê, bồ. Trời ơi. Đừng giết tôi, đừng giết tôi. À, nhìn bồ nãy chơi treo bị chịu cá hả mọi người. Ê, chết rồi, chơi ngu kẹt rồi. Bồ, cứu bồ ơi. Ủa, mà cứu làm sao được trời. Ôi da, chơi mua hàng có bẩn rồi. Hồi máu mọi người, nằm xuống đi vô chắc. Rồi. Ê, ủa, đang hồi máu mà. Trời ơi, nào không được nữa. Thôi, nằm người, hồi máu thôi. Hồi máu cũng chờ nữa chứ. Hiết xạo. Sao nhìn mình ăn hại mọi người ơi. Không được rồi, mình không phải ăn hại được mọi người. Mình có hay ở bán hơn thôi, mình sẽ chào một cao hữu Free Fire. Mọi người cùng chơi xem nha. Ê, ủa đông quá vậy. Trời ơi, nguyên tem luôn, hơi hơi ghê. Không được rồi mọi người, bồ chứ nó đang bị cái hàng hạ. Ủa, ô, đồ ngon chứ ta. Cái sầu gân nè, tiếp y luôn, ngon ngon. Được rồi, cứu bồ đây. Đâu cà, ê, ủa bắn con nào vậy. À, sao, rồi hồi máu mọi người. Ê, thôi chạy mọi người ơi, đông quá rồi. Chạy thôi, chơi thôi, rồi. Đặt kèo mọi người, nó không có gượt đâu. Ủa, ê, nó gượt luôn kìa, trời ơi, mấy em nãy dai đĩa vậy. Chỉ vì kêu thôi gì đâu. Ô, rượu da ức luôn. Bờ go ơi, tôi sẽ báo hù cho bờ go, được rồi. Mày dám giết bờ go con hả, được rồi, tôi sẽ báo hù bờ go của tao. Rồi, mày có công chuyện tao rồi. Biết 10 điểm rồi, không cần khen đâu, tôi 10 điểm mà. Chấm hỏi gì. Thôi khỏi báo hồn đi mọi người. Ê, sao bờ go lại nằm ở đây. Để tôi cứu bờ go cho. Ê, thằng kia lên kìa. Được, để chút bờ go tôi sẽ giết nó. Yên tâm đi, nhăn lắm. Hiết sạc. Rồi, để tôi cứu bờ go cho. Tôi ấn cấp mà. Coi chừng bản xếp hạng mình nó hạng bét. Nhưng mình có công lao cực kỳ quan trọng cho mấy con em này. Không có mừng là cắt cải đi bán muối rồi đó. Quá ngào. Ôi yeah, ôi lưng nào bắn nè. Trời ơi, chơi mua hàng cái bẩn kìa. Nào mà chấm hỏi, hay mà chấm hỏi đi, chấm hỏi đi. Không mắc gì. Ai chấm hỏi tao, mày không chấm hỏi tao cứu mày rồi. Nhưng mà tại mày chấm hỏi đó. Giờ còn coi với bờ gồ nương cửa lẫn nhau và bọn mình cố gắng hợp tác nè. Biết là 10 điểm rồi bộ không điểm nó hoài. Nhớ cái đầu cũng chết luôn vậy đó. Phôn nó vàng. Mày nè. Ê chết rồi, bắn hụt rồi. Ê hót chết trong gang tóc luôn mọi người. Mình đẳng cấp quá mà. Boy yeah. Tại sao phải là mừng MVP mà là tay MVP. Cay chứ. Ê trời ơi, qua cay đại cũng biết sọt nữa. Hồi máu cái mọi người ơi. Ê băng này với thằng kia. Ui biết sọt luôn. Rồi mày chết cay rồi. Sức mạnh của cờ la. Mày nè. Oh my god, mình thật là đẹp trai. Mình đúng là một ác quỷ Free Fire mà. Đồ cũng ngon nha. Mà nãy giờ không hăng nào chơi bọn nó sợ mà người dữ ta. Chứ cại mình đẹp trai á. Nói sao bờ gồ lại bò giữa nhà như thế. Tôi cứu bờ gồ nha. 50.000. Yeah. Ui kia đang phá cái mặn dữ vậy. Chuẩn bị mình múa cho bạn xem là mọi người. Ý như đã chạy qua bên kia mọi người. Được rồi. Này mày chết coi rồi. Coi bắt bài được mày rồi. Đúng luôn. Mà thôi là kêu lại đi kiếm góc khác bắn mọi người. Rồi có mày đường nè mọi người. Được rồi mày chuẩn bị mình chết coi nè. Mày ui yeah. À. Ui hai quá bờ go ơi, cố lên bờ go ơi, còn hẳn à, cố lên. Do bờ go bán hai quá không quyết định qua trận mới nha. Ơi cái ác mừng kìa. Thiết sọt. Ôi, ủa lùi đẻ đâu đông vậy. Ờ hơn quá. Bà dạ bắn lục bạc nữa. Bắn gà mà hai cái dẻ quá à. Ê tôi cố bờ go cho nha. Hai cái dẻ thôi tôi cố nè. Đó. Mình là người tốt mà. Đó là còn hẳn thôi mọi người ơi. Ủa da, ủa bắn đau vậy. Khí sạc luôn, ui mình đẳng cấp quá à. Bạn nào muốn kết bạn với mọi người nhớ để lại ID ở phần comment á. Ý mọi người ơi, còn xíu máu rồi chạy lẹ. Ui da yeah. Trời đạn rồi. Khí sạc. Gọi gạt lẹ mọi người ơi, ủa còn hẳn nữa hả. Chết rồi. Ấy bồ, thôi cứu bồ mọi người, bồ đồng đội là chân hết. Ơi chậu đạn người chạy đi các cháu ơi, ui yeah, cứu bồ, cứu hồi mau, cứu mẹ đi. Trời ơi, cứu mừng cao hủ hả. Ôi chết đi.
Hai mẹ cần tứ giữa nhau chờ. Nó ở trong nhà mà leo lốp nhà làm chi vậy? Anh trai này có vẻ nghiêm túc nè mọi người. Được rồi, mình sẽ chỗ cãi với thằng sư bắn tỉa nè mọi người. Ở đâu rồi? Mày nè, he he. Rồi chạy lẹ mọi người. Dạ dạ dạ. Ủa kéo nó đi đâu vậy? Mình đang cố gắng kéo dài mạng sống của mình nè mọi người. Mà thôi hết cứu rồi, ra bo luôn đi. Sao hồn mà hắn là không có mượn trên ta? Và chúng ta leo được chính là 19 sao rồi mọi người ơi. Và mình quyết định sẽ quay vòng quay may mắn nha. Rồi gì đây, cái gì đây, cái gì đây? Không mua súng. Ok luôn, chơi luôn. Để mình chỉnh kỹ năng lại nha mọi người. Rồi vô. Ý có ăn tới Việt Nam nữa, chắc là chuyện này thắng luôn mọi người. 100% luôn. Ui lượm được ngăn rồi. Ngon rồi, chúc mừng đập cái hứng này ra mọi người. Thôi. Mày nè, ấy bấm hồn, bấm hồn. Thôi lượm luôn. Có thằng một kia nè, rồi. Con giỡn, rồi, rồi mày chết tao rồi. He he. Ê, rồi cầm luôn hai của mình. Hơn quá. Không sao, không sao. Winner. Mấy thằng nãy bắn đào luôn các bạn. Ờ, à, mình thấy ai đó rồi mọi người. Wow. Đâu rồi. Ê mọi người, cái con nhỏ hồi nãy mình trộn đạn nè, giờ mình trộn đạn lại luôn mọi người. Ê chết rồi, nó nghe tiếng nó chạy rồi mọi người ơi. Rồi qua đấm nó luôn nè. Ôi, nó đột kích mình, hờn quá. Còn lỗ đạn trong coi là còn dột. Yeah, lượm đường thằng nè. Dìm ba mấy thằng gà không cùng nâng cấp. Nói đâu à. Ôi, chứ nhận rồi, chết mày rồi. Bao vô mà có chặn bo mày rồi. Chết không chuyện mày rồi, chết cắt rồi. Ôi quên, ủa keo dùng được có 3 cái rồi quên mọi người ơi. Ui yeah. Không ai có thể ngăn được mình trộn đạn. Ngon, lượm đường đứa nè. Còn giết nó thôi. Ôi chết rồi, có đứa lên. Đặt cây cọng luôn mọi người ơi. Giết thằng này cái đã là muốn làm gì làm. Rồi. Họ dũng nhẫn luôn mọi người. Rồi mình chết tao. Mày nè. Trời ơi còn xíu máu mà gan dữ he. Rồi bên kia lượm đồ các bạn ơi. Thấy con nhỏ bên kia rồi mọi người. Cái cục vẫn là chế lưu đạn mọi người. Ơi mình nghe cái su da mọi người. Rồi chạy qua đây nè. Hả? Rồi lượm luôn. Bây giờ ai win 200. Mày sao móc được tao. Ê ơi còn nước nữa mọi người. Chút. Rồi dũng nhẫn. Ý hụt rồi. Sao không sao. Mày. Ơi. Hơi hơi dính ngợn rồi có chuyện mày rồi. Mày nè, ui yeah, bồ hay. Thôi rồi cứu tôi, hay quá. Ơi nhỏ kia kìa mọi người, ơi đông quá. Thôi rồi, mình chạy qua đây đập nó mọi người ơi. Mày nè, vậy hay rồi quấn cái tròn rồi. Rồi lụm nó luôn. Rồi hồi máu cái mọi người. Mình biết là đường nào mà cũng thắng à. Vì thế cho nên mình sẽ đứng muối khèo nữa nha. Đường nào cũng thắng à mọi người ơi, ba đứa bọn bắn lần nữa. Boy yeah. Rồi 20 sao luôn mọi người ơi. Rồi chuyện gì đớn cũng đã đớn rồi. Chúng ta đã leo được chính là 24 sao rồi mọi người. Chuyện vòng quay may mắn thôi. Cái gì đây? Trận cuối lên siêu huyền hỏi của mình là cái gì đây? Không dùng súng hả? Chỉ dùng súng trong hứng. Ồ, chỉ dùng súng lột thôi. Rồi chơi luôn mọi người ơi. Những cái súng trên tay mọi người cứng liền. Rồi vô thôi mọi người ơi. Với một ác quỷ Free Fire cho mình thì dăm ba này chuyện đơn giản thôi gì đâu. Hít sọt. Không sao mọi người, mới không hoạt thôi mà, lật kèo được. Ôi hình kia cái kìa mọi người. Nếu mà không cái thì chắc là không có bị giết đâu. Xong hoa mày nè. Rồi có một chuyện nữa rồi. Ôi bộ két kìa. Do ca hình bộ quá mình quyết định là đi móc nha. Rồi hãy mục tiêu cho mọi người, lượm luôn. Rồi, ấy còn hẳn kìa mọi người. Chúc mừng cài đạn cái, cội mày nè. Rồi đưa cứu bờ gò cho đợi chút nha. Cài cứu cha. Ủa, đáng ra đó là kêu của mình á. Chán rồi chứ, phải chi mình trộn đạn mà lâu xíu là lượm được nó rồi. Ê mọi người, thằng áo cam giống mình đang chi sát mình kìa mọi người. Rồi mày nè, ơi chết rồi, biết sợ rồi, không sao. Mày nè, ơi kìa, bù gôn két hoài á. Một lần thì không cay, mà nhiều lần thì coi lắm thôi nha. Với cài mình bù gồ quá, nên bù nó két mình thôi mọi người. Tao sẽ liều mạng với mày, tao mày cùng chết nè. Ôi yeah, rồi hai cái bộ cu, đằng sau kìa băng, làm gì vậy băng đi đâu vậy? Làm gì trời? Có khi nào nhỏ kia gián điệp không coi? Nhìn giống lắm nha. Thôi chắc thằng tay đang bị lát thôi mọi người ơi, không sao đâu.
Ê, gỡ giá ớt nè, mà mình không muốn cho mấy thằng bồ lấy mọi người. Thôi, bú hết đạn đi. Mày nè, y chết rồi, Billy rồi ơi. Thôi, hân quá, hân quá. Thôi, chuẩn bị lụm nè. Mày nè, thôi là kêu. Thôi, rồi, rồi. Ôi da, bắn cơ lưng mình kìa. Thắng mà phải quỳ xuống đất trong sự nhục nhã vậy đó. Không sao, bây giờ em coi là mất gan có chứng là siêu huyền thoại rồi mọi người ơi. Yeah.